mua mùa, bán mùa. Tiêu thụ nông sản nhiều năm qua vốn bấp bênh, vụ được giá, vụ mất giá. Vào thời điểm hiện tại, dịch Covid-19 bùng phát khiến thu hoạch nông sản năm nay còn khó khăn hơn. Không thể cứ mãi giải cứu nông sản, cần thông tin minh bạch trong thị trường. Không phải chỉ Covid-19 mà còn rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến cho lâu lâu lại có một đợt ùn ứ dưa hấu, thanh long, hành tím. Cần một sự thay đổi cơ bản cho nền sản xuất lớn. Khi đó, người nông dân có thể chủ động trước mỗi sự thay đổi của thị trường. Nông nghiệp thông minh được hiểu là nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sản xuất, bảo quản sản phẩm an toàn, công nghệ quản lý, nhận diện sản phẩm theo chuỗi giá trị, gắn với hệ thống trí tuệ nhân tạo. Hãy bắt đầu từ vựa lúa phía Nam. Chiến lược quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long mới đây được thiết kế để vừa quản lý thách thức, vừa tạo ra giá trị. Trong đó, nông nghiệp sẽ phát triển theo 3 vùng, mặn, lợ, ngọt, thúc đẩy và hỗ trợ sản xuất số lượng cây trồng có giá trị cao hơn, chất lượng tốt hơn. Còn các trung tâm đầu mối công nông nghiệp sẽ giúp gia tăng giá trị. Quy hoạch lần này lấy con người làm trọng tâm, tài nguyên nước làm nền tảng. Con người đây là những người nông dân, người sống ở chỗ nào thì họ phải được chú ý để làm sao cho họ giàu lên. Thành ra tôi nghĩ rằng đây là một cái quy hoạch nó tương đối là toàn diện. Ngay khi làm nông nghiệp có sự tính toán, cân nhắc mọi yếu tố có thể tác động, nông dân là người hưởng lợi đầu tiên. Vài năm trước, những hình ảnh như thế này rất khó bắt gặp vào mùa khô tại xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Khi đó, mỗi khi khô hạn, người dân không thể canh tác được như bây giờ. Hiện nay là bà con được cái đầu tư cái nhà lưới, hệ thống tưới thì cuộc sống của bà con này thì dương lên. Mùa nắng này mình cũng làm được, nó thích ứng với biến đổi khí hậu. Còn hồi xưa nắng quá thì mình tưới không nổi, nó không có năng sức, mình làm không được. Còn tại những vùng trồng lúa, thay vì mạo hiểm với cây lúa trong thời điểm khô hạn, bà con đã mạnh dạn trồng sen một vụ màu với hệ thống tưới phun tiết kiệm nước. Mùa khô thì mình trồng đậu phộng, nó có lợi bởi vì mình bỏ được 3 ngày và có thể mình bỏ được 4 ngày rồi cái ngày thứ 5 nó có thể mình tưới bù lại cũng được. Cho đến khu vực Nam Trung Bộ, việc nuôi trồng thủy sản trên vịnh Xuân Đài, Phú Yên có thể thực hiện theo một phương thức mới. Đó là khi chủ trương chuyển đổi số được triển khai tới từng hộ dân, từ những người dân làm nông nghiệp. Cái số lượng mà người dân của Phú Yên làm nuôi trồng thủy hải sản rất là lớn. Thì một trong những cái vấn đề, ví dụ như gần đây qua cơn bão số 12, thì khi mà nước ở trên sông đổ về tràn ra biển, thì nước ngọt xâm nhập vào nước mặn làm ảnh hưởng đến các hồ tôm. Thì bây giờ hoàn toàn là những cái chuyện đó là chúng ta có thể làm được cảnh báo, có những cái thiết bị tại những cái khu vực hồ tôm. Là đặt thiết bị ở khu vực hồ tôm và nối về trung tâm, thì khi mà có cái cảnh báo về xả lũ này, có cảnh báo về nước dâng vân vân, thì là sẽ cảnh báo đến trung tâm và trung tâm ở những cái địa phương đó, và địa phương đó sẽ thông báo cho người dân. Và trước đây thì chúng ta đang làm theo cách phổ thông, nếu mà bây giờ chúng ta đưa công nghệ vào thì tôi tin rằng là cái điều kiện sản xuất của bà con sẽ tốt hơn và sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Tóm lại là tôi cho rằng là chuyển đổi số là một cái quá trình mà không để thiếu trong cái bối cảnh hiện nay. Từ nền sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, những người nông dân đang dần làm quen với phương thức canh tác mới. Trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực. Đã có một số ứng dụng công nghệ đang được triển khai trong ngành nông nghiệp.
trong lĩnh vực trồng trọt, công nghệ Internet vạn vật IoT, dữ liệu lớn Big Data bắt đầu được ứng dụng thông qua các sản phẩm công nghệ số như phần mềm, cho phép phân tích các dữ liệu về môi trường, loại cây và giai đoạn sinh trưởng của cây. Người tiêu dùng có thể truy xuất và theo dõi các thông số này theo thời gian thực. Tương tự như trong lĩnh vực chăn nuôi, các số liệu được xử lý, phân tích giúp dễ dàng đánh giá cả quá trình, tìm ra nguyên nhân và có các giải pháp phù hợp đảm bảo chất lượng đầu ra cho sản phẩm. Chuyển đổi số là chủ trương, chiến lược đang được các địa phương đặt mục tiêu triển khai trong thời gian tới đây. Bình Thuận có dư địa để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay chúng tôi đã quy hoạch những cái vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao rộng 2.000 hectare và cũng đang kêu gọi các cái doanh nghiệp cùng với những người nông dân để đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thì khi phát triển nông nghiệp cao thì trong cái vấn đề chuyển đổi số thì chúng tôi khuyến khích ứng dụng về công nghệ thông tin trong cái vấn đề đo lường về độ ấm, về nhiệt độ, về phân bón, rồi vấn đề quản lý từ xa, cũng như là ứng dụng việc quản lý về mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Chúng tôi cũng mong muốn là các cái sản phẩm của người nông dân khi sản xuất ra thì đến cái vùng nào thì được là chứng nhận cái sản phẩm và đăng ký cái thương hiệu của Bình Thuận như đã làm với cái sản phẩm là Thanh Long Bình Thuận. Thì chúng tôi nghĩ là nếu như chúng ta thực hiện tốt cái việc chuyển đổi số trong nông nghiệp thì giúp cho người nông dân tính toán được cái mùa màng, tính toán được cái năng suất, sản lượng và từ đó có cái điều chỉnh để không bị đến cái tình trạng là được mùa thì mất giá. Và Việt Nam phải rất là chủ động trong việc mở đường cho sự phát triển của kinh tế số cũng như là xã hội số. Chúng ta không bị động bởi vì đây là một cái sự thay đổi nhanh về công nghệ, về nhu cầu cuộc sống, về sự diễn tiến rất là nhanh. Cho nên là cái sự vận hành của chính sách của bộ máy nhà nước là phải rất là chủ động. Chúng ta không đi sau nữa. Chuyển đổi số trong nông nghiệp cần một sự đầu tư bài bản. Vậy những người nông dân sẽ giữ vai trò như thế nào trong thay đổi này? Cùng với những quyền lợi thì trách nhiệm và ý thức của chính họ cũng mang ý nghĩa quyết định.